Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 9. Có những người hỏi những đức chúng ta học Phật muốn giúp đỡ người thân mình học Phật, con dùng cách nào? Cách nào? Chính quý vị không bị họ chối buộc, chính quý vị hướng đến Phật, mỗi ngày sống an vui tự tại, có nhiều nụ cười, sẽ độ được người thân. Người ta nhìn thấy quý vị sẽ ngưỡng mộ. Từ cái ngưỡng mộ mà học theo. 100%. Từ cái ngưỡng mộ mà học theo mình. Thí dụ như bây giờ mình học Phật mà mỗi ngày nặng nề nhâu mài chu mỏ, ai học theo mình? Ai cho luật pháp là tốt? Mình mỗi ngày mình học Phật, mình học làm sao mình an lạc, mình vui vẻ, mình tự tại thì mình mới độ được người thân của mình. Hồi nãy nhà Đức gặp một cái cô này, chắc cô cũng tầm năm mấy, trẻ lắm. Cô nghe nhà Đức giảng, cô ngồi nghe nhà ăn mà cô ngồi cô nhìn nhà Đức, nhìn hoài ấy. Tại vì sao? Cô nghe mình giảng, cô quý mến mình quá. Rồi cô nghe giảng, cô cảm ơn, cô vui quá. Cô đến cũng nhiều lần mà cô không gặp. Bây giờ cô đến cô gặp, cô ngồi nhìn suốt, đi với chồng mà chồng cũng rất hoan hỷ luôn. Xong cô nói với Đức rằng: thầy biết rằng lúc trước con cũng nghe Phật pháp, con cứ nghĩ cách nào để độ người thân hoài, và con học con không được vui vẻ an lạc. Mà từ khi con nghe thầy giảng là con chú trọng cái việc vui vẻ an lạc, thì lạ thay là con độ được người thân của con. Những đức nói rằng độ hay không độ gì, cái đó là duyên. Cái quan trọng là bản thân mình học Phật được lợi ích hay không. Cái quan trọng là chính bản thân mình có niềm vui thật sự hay không, có sự tự tại hay không. Nên trong nhà Phật có câu nói rất là hay: trước chưa độ mình làm sao độ người. Đó là tin tự. Tin chính bản thân mình phải học Phật vui vẻ an lạc, tự tại, rồi mới tin tha, tin vào tha lực của Phật gia hộ. Nên đa phần những người nghe những đức chia sẻ Phật pháp là họ đều rất là vui. Rồi có một cô gặp, cô hỏi: thầy ơi, có một vị thầy gặp con, thầy coi, thầy nói rằng qua năm con sẽ chết. Trong lòng con giờ con buồn, thiệt là buồn. Con xin thầy cho con lời khuyên. Những đức nói: cuộc đời của người đó con, đừng có nói là quan năm. Khi tối nay chúng ta ngủ chúng ta chết, đừng nói là quan năm. Bà nói: chàng ơi, ông thầy kêu phán quan năm mới chết. Thầy nói coi chừng tối đêm nay, thầy nói còn ớn hơn ông kia. Ông kia nói con đã ớn rồi mà gặp thầy, thầy nói còn ớn hơn ông kia. Nhưng đừng nói cô Phan, với trả lời cho cô nghe nè.
Ông thầy kia ông nói qua năm cô chết, những đức nói có thể tối nay chúng ta chết, ai biết được thọ mạng chúng ta chừng nào, tối hôm nay hay là qua năm, hay là năm, mười năm, hai ba chục năm sau, không ai đoán được hết chứ. Nếu như con người ta mà qua năm người ta chết, hoặc là ngày mai người ta chết, mà mình gặp mình nói rằng ngày mai bạn sẽ chết, nếu bạn nói vậy thì bạn phan duyên rồi. Chừng nào người ta chết kệ người ta. Bạn bây giờ bạn khuyên người ta sống vui vẻ, bạn khuyên người ta sống an lạc, bạn khuyên người ta niệm Phật, bạn khuyên người ta ăn chay, bạn khuyên người ta làm lành lĩnh dữ, bạn khuyên người ta điều đó đi. Bạn đi nói rằng là quan năm người ta chết gì à? Nếu như mình học Phật mà mình nghe người nào mà nói với mình vậy là mình thôi Nam Mô với Đà Phật. Được rồi. Cái cõi đời này con sống con khổ quá mà. Bây giờ con niệm Phật mỗi ngày, cầu Phật đến tiếp dẫn. Thì những đứa hỏi cô này, những đứa nói chắc chắn cô không nghe những đứa dạng đúng không? Nói dạ không thầy, con dẫn đến đây gặp thầy. Những đứa nói tặng cho cô chiếc máy nghe Pháp. Về cô nghe đi, cô sẽ cởi mở tâm tư, hóa giải nội tâm nó luôn. Mà giống như nói chuyện lần đầu nhưng mà cô cảm thấy cô quý mến mình, chắc chắn về nghe. Nên quý vị biết rằng học Phật muốn cảm hóa được người khác là chính mình phải có lợi ích. Mình học Phật mình được lợi ích thì mình mới cảm hóa người khác. Giờ mình học Phật mình không được lợi ích gì hết trơn mà kêu cảm hóa người khác. Thí dụ như giờ mình làm ăn phát đạt, người ta nhìn mình ta muốn làm ăn theo. Cho mình nè, mà làm ăn càng ngày người suy sụp, ai làm ăn theo mình, đúng không? Cái này là cực kỳ quan trọng, quan trọng 100% luôn. Nên muốn độ được người thân, độ được mọi người, chính bản thân người học Phật sao? Đừng có nói làm ăn phát đạt gì, mình nghèo mình vẫn vui, người giàu vẫn ngưỡng mộ mình. Giàu cũng vui, nghèo cũng vui, đẹp cũng vui mà xấu cũng vui, lành lặn cũng vui mà tật nguyền cũng vui. Bạn không vui, không lẽ bạn khổ nữa? Thí dụ như bây giờ bạn xấu, bạn lùng, bạn lé, bạn hô, bạn xuống, bạn tật nguyền. Bây giờ bạn còn buồn nữa thì nó mang cái tật mà nó còn thêm cái buồn. Còn nếu như bạn vui thì bạn chỉ có cái tật mà bạn vui. Người ta vẫn ngưỡng mộ bạn hơn là bạn có tật mà bạn còn buồn, có tật mà còn buồn nữa, đúng là thê thảm. Nó khổ rồi mà còn buồn nữa. Giống như nghèo nhưng mà không có khổ. Cô giờ nghèo khổ mà còn buồn nữa thôi, coi như là thôi bế tắc. Có một cô kia, cô nhắn một tin nhắn, cô nói thầy ơi bữa nay con mừng lắm thầy. Con nghe lời thầy con giúp được một người. Có một người này đi bán vé số thầy. Rồi con nó ngộ nghịch nó hộp. Cái người này buồn lắm thầy. Người này buồn chán và muốn tự tử chết. Con dạy người này, con nói nè, bây giờ tôi hướng dẫn cô, cô bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, cô nghe thầy Thích Nhân Đức giảng đi. Và cô giảng, cô nghe giảng xong đi, cô muốn chết thì chết. Mà cô cũng hiểu cô sẽ chết như thế nào, cô nên nghe đi. Cái bà này bà chỉ bà kia gì, bà kia bấm vô bà nghe. Bà nghe đâu 3 ngày bà lại bà gặp bà này, bà nói công nhận thầy Đức giảng vui thiệt. Khi tôi vui một cái rồi là tôi không muốn chết nữa. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi phải sống đặc biệt chứ chết làm gì. Thì cái cô này cô chỉ, cô mừng thiệt mừng, cô nhắn tin nhắn, cô gỡ ở trong cái buổi giảng như thế. Như Đức coi bình luận như Đức thấy. Thì qua câu chuyện này như Đức khuyên quý vị, người ta khổ nên tặng máy nghe Pháp, máy niệm Phật. Máy nghe Pháp á, vì người ta chưa nghe Pháp nên tặng máy nghe Pháp. Chỉ người ta vào cái trang mình để nghe Pháp. Nên những đức nói những người trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu là tuyệt vời lắm. Cái việc này quý vị nên làm cả đời, quý vị mà còn gầy dựng cho con cháu làm. Quý vị ơi, trong cuộc đời của chúng ta, khi sanh không mang đến gì, khi ra đi cũng không cầm của cải gì theo. Chỉ có cầm theo một là thiện hay là ác thôi. Nếu thiện quý vị đi đến đường thiện, ác quý vị đi đến đường ác. Chỉ có thiện và ác cầm theo thôi. Còn của cái vật chất thế gian, khi sanh đến mang cái thân tứ đại, chằn chụi không có gì. Cả đời lam lũ cực khổ, có của cái vật chất. Khi một hơi thở thở ra cũng hít vào, chúng ta cũng không cầm thứ gì, của cái gì đi theo. Chỉ có thiện ác cầm theo. Quý vị xem lại, chúng ta nên làm cái gì để cầm theo. Nó lại ví Bồ Tát Quán Thế Âm sắp đến rồi đó.
phát động phong trào cho người ta đi lễ Quan Âm Bồ Tát. Đây là cái cơ hội tu phước tu duyên để thay đổi cuộc đời chúng ta, và cầu an những người thân, cầu siêu cho người thân, những người mang nghiệp phá thai đồ này kia. Quý vị coi, một chương trình những đức tổ chức, những đức siêng năng đủ quý vị đi đi tu, động viên những người trưởng đoàn phát động phong trào cho người ta đi tu. Có khi người ta đi đến chùa một lần, người ta thay đổi cuộc đời người ta làm sao, thay đổi được số mệnh người ta làm sao. Từ cái oai lực của đại chúng, lực lượng đông người tu sẽ thay đổi số mệnh người ta làm sao quý vị. Đây là cái dịp quý vị trồng phước duyên, trồng phước đức thù thắng nhất. Nên những vị trưởng đoàn nỗ lực hừng hực cái tâm linh, phát động chương trình dẫn người ta đi tu. Trưởng đoàn khắp nơi nơi phát động chương trình dẫn người ta đi tu. Mình có điều kiện, ai nghèo dám tặng một cái vé xe cho họ đi tu luôn. Cái việc này quý vị tạo là cầm theo được nè. Những đức nói có nhiều người ta đi tu mà người ta không có tiền xe đi đó quý vị. Nên cái cô Sòn mà cổ thuê xe cho người ta đi, chứ này cô dẫn đi đâu. Nhiệt liệt hết mình dẫn người ta đi, cô Sòn ơi. Tu phước tu duyên, đừng hẹn có duyên thì nên làm liền. Có duyên nên làm liền. Có cơ hội chân thật làm liền. Trong năm nay những đức sẽ tổ chức nhiều chương trình với vị tu. Vì những đức nghĩ rằng cái thời cuộc nhiều kiếp nạn này, phải chân thật đem pháp môn tịnh độ đi giới thiệu. Chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Chỉ có pháp môn tịnh độ này mới cứu độ được chúng sanh. Hồi sáng qua bên gặp bà Thượng, bà Thượng nói chuyện mà nói một câu: mấy ông nhìn cái tủ sách vở kinh của tôi thì nhiều lắm, tôi tham khảo coi quá rồi, cuối cùng chỉ có đúng pháp môn niệm Phật này, pháp thượng thừa. Không có khó giảng sanh đâu, mà cũng đừng nên lơ là, phải dũng mãnh tinh tấn. Giống ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, ngài nói một câu: tuy từ một niệm đến 10 niệm niệm được thì thọ mạng đến Phật đã rước rồi, nhưng cũng đừng vì nghĩ một niệm đến 10 niệm mà lơ là, mà nên siêng năng tinh tấn. Tuy từ một niệm đến 10 niệm sẽ được giảng sanh, nhưng mà nên phát tâm niệm Phật cả đời. Đúng không? Từ nơi đó mỗi người chúng ta phải siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, không được giải đài. Pháp môn tịnh độ này thù thắng quý vị ơi. Thì biết những bài chia sẻ Phật pháp của những đức đơn giản vui vẻ thôi, không biết bao nhiêu người mà người ta quý mến, mà người ta thích, ta gặp mình ta mừng thiệt, quá mừng, mà nó lại quá giải được cái khổ của nội tâm người ta. Viết là những đức hiểu, thì ra những văn tự mà những đức truyền tải là những văn tự người ta nghe được quý vị. Chỉ có những người người ta nghĩ người ta trí thức, người ta nghe những văn tự nó thô thô, người ta không chấp nhận kể người ta. Nhưng mà đa phần người thích nhiều. Ví dụ như bây giờ vài chục ngàn người, người ta nghe những đức giảng, trong đó chỉ có một hai người hoặc hai ba người bình luận cái này kia không vừa bụng, kệ họ chứ. Nếu như họ là người thông minh có trí tuệ, họ chỉ nhìn cái số lượng người ta coi đông đó thôi, thì họ kết luận được trong cõi đời này nhân vô thập toàn. 10 người mà có một thì thật sự cũng còn chấp nhận được, chứ đừng nói chi là mấy chục ngàn mà chỉ có vài ba người, ăn thua gì. Đúng ra vài ba người đó mà họ mà có góc độ thì họ nhìn thấu liền, nhưng họ cho họ là người hiểu biết, người trí thức, rồi cuối cùng họ lại không nhận thức. Bao nhiêu chục người kia em đã thua họ à, trong cái bình luận bao nhiêu có người, người ta lợi ích, ta quan hỷ, ta vui vẻ vô cùng. Nên những đức truyền thải văn tự Phật pháp bằng cách là rất gần gũi, cực kỳ đơn giản. Nhớ kỹ, gần gũi và đơn giản. Nhớ ngay vì truyền thải Phật pháp bằng cách gần gũi đơn giản, những văn tự dễ hiểu nhất để truyền thải cho chúng sanh.
Mỗi lần một bài giảng mình ta nghe là ta cười, người ta vui. Đó là hạnh phúc nhất. Quý vị biết vì sao những đức thường vui vẻ quý vị? Vì nhiều người vui, vui quá. Nhiều người vui quá. Nên người ta trả lại cho những đức. Nếu những đức làm nhiều người buồn quá, những đức không vui nổi. Những đức làm nhiều người vui nên những đức thường cười hoài. Không biết làm sao. Vui. Giống như nãy những đức nói cái cô mà đâu, nó có con 24 tuổi đâu, đâu chắc khoảng năm mấy tuổi. Ngộ ghê, đúng là nghe mình giảng mà người ta hoan hỷ, người ta vui. Rồi người ta đơn giản, người ta bình dị. Giữa mình với người ta nó có cái thằng số giống nhau làm sao à. Còn cái người mà dù cho quý vị biết họ ngồi nghe những đức giảng suốt luôn, nhưng mà họ về họ không có áp dụng, họ không hành trì, thì gặp nhau là biết liền. Nó có một cái gì đó quý vị, nó có một cái gì nó mà giống như không có hòa hợp được, giống không có nước hòa cùng sữa được. Còn nếu mà chân thật hành trì mà tâm an lạc, vui vẻ an lạc là tự nhiên gặp nhau cái là nó hòa nhập liền. Nó lạ lắm. Mà mình gặp đó như mình gặp cố hương vậy. À, mình gặp người thân mà lâu ngày không gặp đó. Giống như nghe nhau mà tin nhau mà quan hỷ, vui vẻ rồi áp dụng rồi, trời, nó lợi ích cực kỳ lớn. Nó gặp nhiều Phật tử mà có khi mà nghe pháp mình giảng lâu rồi mà mới gặp lần đầu vậy đó mà vui đặc biệt thì sao đâu. Bởi vì ơi, đúng là cái hạnh phúc khi gặp người mà cùng phương hướng, cùng chí hướng, vui vẻ an lạc, tự tại, không có đặt vấn đề nặng nề, không có cái kiểu mà đón già đón non này kia rồi suy nghĩ vu vơ, tự nhiên cứ nó an lạc lắm vậy. Rất là an lạc, rất là tự tại. Những đức ở trong chùa không, nhưng mà tối ngày những đức thấy mình sống vui vẻ an lạc, sống đặc biệt. Những ngày tháng cuộc đời sống gì là tuyệt vời quá. Những đức nói là quá ý nghĩa. Nên mỗi ngày những đức trân quý cái duyên niệm Phật lắm quý vị ơi. Nên mình cảm ơn Phật Bồ Tát, nó chân thật đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Nó lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm phát động chương trình lên nghe quý vị. Tất cả trưởng đoàn, quý vị nhớ là khắp nơi nơi nghe những đức giảng pháp, mỗi năm lễ viết Quan Âm, chương trình lễ Di Đà, chương trình Phật Đản tới, dưới qua Quan Âm xong tới chương trình Phật Đản nghe, mùng 8 tháng 4 âm lịch. Vì nhớ là mấy cái lễ hội ở chùa mình, quý vị chân thật hộ trì tam bảo bằng cách đến tu tập hộ trì tam bảo rồi tu phước tu duyên. Quý vị ơi, chính cuộc đời chúng ta nhờ Phật pháp mà cứu cuộc đời mình. Bây giờ chính bản thân chúng ta phải chăng thật hộ trì phóng một tịnh độ. Đức Phật đã chỉ điểm là thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Chúng ta phải chăng thật để hộ trì pháp môn niệm Phật này mà mười phương chư Phật tán thán. Nên những đức nói rằng là chúng ta tu phóng một tịnh độ này chúng ta yên tâm đi. Yên tâm. Chúng ta tu phóng một tịnh độ này chúng ta yên tâm. Tại vì sao cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán thán không cần phải lo. Yên tâm đi. Cứ chăng thật niệm Phật thì yên tâm. Thì biết rằng là những buổi nấu ăn những đức mà cũng đem tịnh độ giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện đem tịnh độ giới thiệu. Nên những đức nói nè, vừa nghe gì là đời xướng niệm Phật nãy giờ đó, nãy giờ gần 20 phút cái đời xướng niệm Phật. Bây giờ bài giảng chúng ta từ nửa tiếng đổ lại cô động lại, vì vừa nghe cái là trong 20 phút đó nhớ Phật niệm Phật, chân thật niệm Phật đi. Thì biết rằng là làm bao nhiêu việc mà vui vẻ an lạc được, bệnh đau cũng vui. Hồi nãy có cô kia, cô gặp những đức cô nói một câu: thầy giảng hay, lúc trước thầy biết rằng con bệnh đau con cho bệnh á, cái thằng bệnh nó là kẻ thù của con, nhưng mà con nghe thầy giảng rồi con mới đổi lại, thằng bệnh với mình là bạn, cuối cùng con cho nó là bạn của con, tự nhiên con bệnh con vui thầy ơi, đặc biệt ghê. Như đức nói chính bản thân như đức làm, như đức dạy con mà, như đức làm điều này mà như đức cảm giác rõ ràng, mình vì người là mình sẽ vui à, con người mà thường buồn khổ là mình vì bản thân mình, hẹp hòi ích kỷ vì bản thân mình quá. Chứ nếu mình vì người là mình vui, mình an lạc chứ lắm. Nên mình vui vẻ an lạc mình mới độ được người thân. Nhớ nghe quý vị. Đó. Rồi ai buồn khổ chỉ người ta. Chỉ người ta. Cái trang của chùa mình. Những đức nói nghe. Quý vị bây giờ trên mạng, những đức nói thấy có cái anh này nè. Quý vị biết. Ảnh lập cái mấy trang buổi giảng của những đức luôn. Mấy trang. Mà anh nói rằng bây giờ mà mỗi tháng anh kiếm gần 100 triệu. Thì biết gì sao? Vì những buổi giảng như thế quá nhiều. Và
nhiều bài giảng với Đức mà, giảng với đại chúng nhiều quá. Vì hiện tại vì thấy mà, đâu có ai đâu mà giảng với đại chúng mà nhiều như những Đức, mà chúng đông. Thì lay quay thứ bảy chủ nhật rồi lớp đạo làm con, rồi một tuần mấy buổi, có mấy điểm chùa nữa. Nên người ta mà lập trang có những Đức là người ta ngày nào cũng đưa lên được vài buổi. Thêm nữa là những buổi cũ ngày xưa người ta viết cái đề lại người ta đưa lên. Vậy mà một tháng anh kiếm gần cả 100 triệu. Chị coi, vừa có phước có duyên đem vào pháp giới thiệu. Nhưng Đức nói cái làm này dễ lắm, trên mạng chỉ hết trơn. Nên vì nên phát động chương trình lập trang mạng để những buổi giảng vô. Nó lập trang sao mà cái tên dễ nghe nhất, nó cái trang dễ nghe nhất, trang chừng 3-4 chữ thôi là tự nhiên lên mau lắm việc. Mà nhất là cái trang đăng ký mà kiếm tiền, sự tương tác nó mau lên, cực kỳ mau lên. Nó mà thấy người ta làm lại cái phim như thế, nó người ta làm lại có cái hay lắm. Nó nên từ nơi đó mà cái trang nó lên mau cực kỳ, số lượng người coi rất đông. Khi một buổi giảng một ngày có mấy chục ngàn người, lập mấy trang luôn vì coi. Nên từ nơi đó người ta kiếm tiền bằng gì thôi mà lại tu duyên tu phước, đây vào pháp để giới thiệu nhiều người được lợi ích. Nên Đức khuyên vị nên lập trang. Cái thời cuộc phát triển mạng internet mà, nên lập trang. Nhưng Đức nói ai mà nó làm công việc chung đi làm thuê làm mướn, làm cái này rồi sau này lo làm cái này luôn, có cần đi làm thuê làm mướn mà mỗi ngày còn nghe pháp được, tu duyên tu phước ngay. Cái này rất là đặc biệt quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.